ràng LC Thanh Hóa vào lúc này được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Nam Định. Như vậy là đã có bàn thắng. Sai lầm của thủ thành Trần Biểu Ngọc. Một sai lầm cực kỳ đáng trách của Biểu Ngọc. Một tình huống không có gì quá nguy hiểm. Một pha câu dài không quá nguy hiểm. Ferreira đánh đầu trượt, bóng bật đất. Và Biểu Ngọc đã có một pha như chơi truyền hai trong bóng truyền một cách dễ dàng trước mặt cho Hà Minh Tuấn. Trước khi bước vào trận đấu này thì vị trí thủ môn cũng là vị trí mà người ta đã nói đến nhiều ở câu lạc bộ LC Thanh Hóa, bởi có những thông tin cho rằng Biểu Ngọc đã gặp phải chấn thương và phải tiêm thuốc giảm đau để có thể ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi trên băng ghế dự bị vào lúc này của LC Thanh Hóa có Bùi Tiến Dũng, một cầu thủ đã chơi rất hay.